Thì con băng xương bình tĩnh băng xương. Đấy, bạn thấy chưa? Muốn lấy luôn đấy, tóc sợ gì mít. Nó không biết cương lao là ai các bạn ạ. Ôi dồi, cha cha là trời. Ôi thằng rat trời các bạn. Đấy các bạn, kết đấy. Nói chung là một clip mình có thể nói lên được rất nhiều thứ đâu. Bạn hiểu và chắc chắn rồi, một mega cứu không chính thức của cương lao, một mega cứu không chính thức đấy, mega cứu không chính thức nhá.